be some fucking chemical. Chemical in your brain that makes us different from animals. Makes us all the same. Take it if it makes you numb. Take it if it makes you calm. Take it if it makes you make it perfect. Take it if it makes you talk. Hôm nay là ra mắt đời ngày bấm máy đầu tiên, bấm máy ngày đầu tiên rất là vui, mọi người cũng rất là khí thế, tinh thần có vẻ là đây sẽ là phim hay đây. Làm gì nữa? À, hôm nay là ngày đầu tiên bấm máy của phim Long Rồi, chúc đầu phim gặp nhiều may mắn thuận lợi. Ngày đầu wow, tiên. Mấy cái cây này ngày thứ nhất. Ủa, anh Sally buồn ngủ cũng là một cái hình thức để cho tôi lắng động lại cái tinh thần tâm hồn của mình, mình định lại cái vị trí và mình cầu nguyện cho sức khỏe của anh em an bình cho đoàn phim. Thiệt ra thì Dustin cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà thì dĩ nhiên là sơ sơ là mình cũng như là mình tôn trọng những cái hồn hay là những cái chỗ, mỗi chỗ mình đi nó cho mình một cái bảo vệ cho đoàn phim, cũng như một cách xin phép. Đó suy nghĩ như vậy. Có khi không cúng gặp này gặp nọ, nhưng mà có khi cúng rồi vẫn gặp này gặp nọ. Anh xui. Yeah. It's your per diem. $500,000 to give away. There you go. Here, this is a $500,000. Chia cho ông Dustin mà tội nghiệp ổng nè. Cảm ơn. Big spender. Chưa có điện. Đây. Cái này phải coi kịch bản được, tại vì cái này nó cứ bầm đi các khúc là mình không nhớ là cái hồi tối này mình có phải xài đồ ly không. Đây nè. Ngang nhìn tèo với cái kia đồ dẫn trong đó. Đây là cái góc nhìn của một cái người từ xa tới. Cái này nhìn qua một cái ống nhòm, nên ra là mình muốn tạo cảm giác giống như là ở người ta đang nhìn qua một cái ống nhòm. Bánh xèo không? Bánh xèo không? Ừ. Sáng sớm ăn bánh xèo. Cho thử miếng thôi. Dạ, thử miếng đi. À, đấy. Anh ăn đi. Ngon. Cái này kiên diễn mà. Không, cái đó thì sao mình ăn gian. Tại vì thấy tàn cây nhiều á. Cái này mình làm sẵn rồi. Từ năm ngoái lần hả? Để mình làm sẵn. À, hay quá vậy. Từ năm ngoái luôn hả? Chuẩn bị từ năm ngoái. Năm ngoái là. Giờ làm sao cái khu vực này thôi đúng không anh? Giờ nhanh thôi. Cái này thì mình chỉ cần ở trên đó nó có cái cây sẵn kìa. Ủa thế miếng không có bồ đàm. Biết mình. Ồ, nhưng mà cái này leo lên không được đúng không? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng em. Hôm nay là ngày gì anh? Hôm nay là ngày khai trương đoàn phim Long Rồi. Mà anh thấy sao? Rất là tốt, anh em rất là vui, anh em rất là đang tập trung làm. Mà mình chưa quay mà. Mình chưa quay anh, nhưng mà em thấy không có tiến độ thi công. We can always back out of it. I want to come in with the high standards. But one thing is that I've been to Cantana. They're like a top notch. It's top notch. Muốn không được, bị hồi hộp quá. Hôm qua đi chơi mà không? Làm gì có cái chuyện đó, 10 giờ là đi ngủ rồi, nhưng 1 giờ sáng thì ngủ được. Hiểu không? 10 giờ là trên giường rồi. Yến hả? Yến là một người trợ lý của anh Thành. Thì nhờ không có người để đọc với diễn viên. Thì mới như lúc đó kéo Yến vô. Mà khi mà Yến đọc thì thấy rất là tự nhiên, rất là hay. Chị Hai thì gọi em là cô ba đúng không? Ha, chị Hai gọi em là cô ba. Sally đạo diễn em có trang. Rồi em kêu xuống đó trang đi. Dữ quá. Mặt ngố thấy thương ghê. Bây giờ anh thấy Hoài là đương đóng vai tèo. Thành ra cái người thanh niên mà tèo á là anh chưa có lên Sài Gòn, anh còn ở vùng quê, chủ yếu là nước ở dưới lòng đất, nước giếng, nước này kia. Thành ra cái da của người ta nó không có được như là người thành phố. Không, cái nước nó chưa qua xử lý, nên là cái vai nhân vật tèo này là chị phải làm cho ảnh thật là dân dã, chất phác, một mạc.
từ cái làn da cho tới cái điệu bộ cho tới cái sắc thái của ảnh. Anh đang nói làm mấy con lông một rồi á. Giờ em tỉa mấy con lông tắt giỡn chị. Charlie, you doing the teeth thing? Hmm? You gonna do the teeth? The what? The teeth, the yellow teeth? No. You not going with that? No. Làm cho nó cũ thôi, làm cho nó có thời gian, có màu thời gian. Này nó hơi bị giả quá, mình sẽ làm cho nó có cái màu. Nó giống như dựng cảnh, giống như sân khấu. Tại vì mình đang làm phim mà. Chứ mà đóng cảnh. Bước luôn đi. Ok, put yourself. Rồi chuẩn bị quay. 8:15 là đúng giờ bấm máy, nhưng mà bây giờ mới có 7:50-58 à. Cho nên là mình có thể bấm sớm được một vài phút. Cảm ơn nhiều. And âm thanh. Chạy. Bye. Chạy. Em tại muốn ra tích năm. Rồi, khách hàng diễn nha, vui vẻ. 3, 2, 1, chạy diễn. Diễn tèo. Ok, cắt lại. Cắt một lần nữa. Về cái động tác máy. Được anh. Xong cảnh đầu tiên. Bị phỏng. Bị phỏng. Bị nào mà em biết luôn. Mình có cái mát xích chuông mới để nó dột lên anh. Bùm là để thu thoại của diễn viên với lại tiếng Amian. Cho anh hỏi này, em cầm này có mỏi tay không? Dạ mỏi cho anh, cầm mỏi này rồi. Là rung luôn. Mà em làm 5 năm rồi mà sao tay em vẫn còn nhỏ vậy? Thì nó nhỏ nhưng mà nó chắc. Đi kèm. Nó dùng để làm gì? Dùng để treo máy lên. Cái máy treo này nè, rồi cái xong mà lẽ nữa mặc cái áo này nè. Áo này gắn cái tay cầm. Tay cầm này, vô này. Rồi sau đó là đi máy lên. Đây là gì chị? Đang đợi ống kính. Anh đừng có quay. Em sợ ống kính lắm. Anh đừng có quay, em rất là sợ ống kính. Em đi ra chỗ khác đi. Sao vậy? Em sợ ống kính lắm. Kỳ quá. Ok. Hồi hộp không? Hồi hộp, thật sự là hồi hộp. Từ hôm qua là không có ngủ được. Hồi hộp quá trời, vừa mới xong phải uống cái thuốc gì đỡ chống hồi hộp á. Uống thuốc mà hả? Thuốc gì? Thuốc đó là thuốc gì đó, giống như thuốc an thần gì đó. Nếu mà em diễn mà em vừa diễn xong là em biết rõ ràng em đã làm cái gì đó thì em thấy lời còn diễn không tốt. Anh thấy diễn viên nào mà diễn mà lần nào cũng giống nhau giờ và thấy gì không biết diễn. Khi em diễn á là em phải mất hết, em không có kiểm soát mình được mà cái đó là mới là diễn. Mỗi người khác nhau, tùy mỗi cái vai nó có đòi hỏi mình khác nha. Okay, then we can do this stuff on the table. We do the table. Table stuff, yeah. Like Naz waiting, phone comes. Don't you look familiar? Rồi xong, cắm vô. Và ơi, em bận bộ đồ này vô cái anh cảm thấy như là em phải hát một bài. Anh sẽ lấy. Anh thấy cái này nó hơi ấy quá. Là anh muốn cái mặt em nó hơi dữ lên phải không? Mà cái một rồi làm em bị phản là hả? Phản tác dụng cái gì đó. Hài hài. Phải gỡ bây giờ nó ra cái màu hài hài. You see the transformation between Tèo and Long Rồi. Đó chứ. Amazing hả? Scary. Nhìn thấy sợ thiệt á. Cho nó có một chút xíu gì đó hài hài. Chứ không thôi làm cho người ta sợ. Phim này mình không nên làm cho ai sợ hết. Mà làm cho người ta bớt sợ thì người ta mới cười được. Mũi không có, hôm qua đâu có mũi đâu. Hả? Jenny bị nhiều mũi. Hôm qua hả? Vì Jenny xịt đó rồi Jenny không bị. Hôm qua hả? Vì Jenny xịt đó rồi Jenny không bị. Vậy như vậy. Mình đang ở một cái khu vực mà có rất là nhiều nước. Nhiều nước mà nhiều nước sẽ nhiều nước nhiều cây là nhiều mũi. Mình đã quay được hai cú máy. Thì hai cú máy của ngày làm việc thứ hai là rất là thành công. Thì hy vọng là từ đây đến hết ngày thứ hai mình sẽ tốt đẹp từ đầu tới cuối. Năm qua hơi căng thẳng chút xíu, hôm nay thấy anh em có vẻ thoải mái hơn. Chắc là ngày đầu cho nên là
mọi người, thứ nhất mọi người cũng chưa có thể là có một số anh em chưa quen biết nhau, rồi các bộ phận cũng còn hơi lúng túng, anh cũng thấy hơi căng nữa. Nhưng hôm nay thì thấy mình thư giãn hơn được một chút. The next 2 days there's not much happening, I think, for me. Mm. So I'm just gonna do what I'm told and just watch everything happen. Just absorbing Vietnam cinema fullest. Mm. Yes, that's right. Yeah, to see, because the Vietnamese film industry is really young, but I think it's really positive working here because things are only improving on the way up. Do you speak any Vietnamese? Common. Hồi xưa thì Tina nghĩ là làm diễn viên rất là dễ, nhưng mà thật ra nó không có đơn giản tí nào. Chưa vô show hôm qua chỉ mới gọi là nói chung là căng thẳng lắm. I brought some because Tina asked for this. C2, so I brought some. Just one of those? Just for her, yeah. So she should be happy.